Em chào tất cả các bác nhá. Hôm nay là thứ bảy ngày 29 tháng 2. Thì hôm nay thì em lên một clip nó cũng nhẹ nhẹ thôi. Thì với mục đích thứ nhất là em cập nhật một số cái lô máy mới về nhẹ nhẹ, với cả cập nhật một số cái những cái máy còn lại của lô trước nhá. Đấy. Thì hôm nay thì cái lô mới về đây thì em cũng làm một lô nó nhẹ nhẹ thôi. Thì đầu tiên thì em xin giới thiệu những con máy mà em mới về để nha cho các bác xem. Thế thì lần này cái lô mới về của em thì có một con máy, thứ nhất là có một con máy Echo 24 này, 24cc có đề luôn các bác nha. Thiết kế con này rất là hay đấy nha, chế nguyên bản luôn Echo 24 này. Tiếp tục có một con Echo Green, máy rất là đẹp, chế tay đỏ các bác nha, tay gà bóp. Thì trong cái lô máy lớn, 5 con máy lớn hôm nọ thì gồm, thì bây giờ chỉ cũng sót lại có một con máy này thôi. Con này thì nổ kinh khủng luôn, máy Mitsubishi. Đấy, thì cái cần thì em đã tháo ra để bán cho một bác rồi. Đấy. Đấy, tiếp tục có con Echo độc lạ này thì em đang phải chỉnh lại cái chế một tí cho nó ngon lành. Cái chế của nó, nguyên bản của nó đang hơi trục trặc một tí. Đấy nhá. Thì có tiếp theo này. Thế thì có một cái con hàng rẻ này thôi. Con này là con đầu máy Kawasaki. Đầu máy cắt cỏ Nhật Kawasaki TD24. Đấy, em quay tí tiết cho các bác này. Đấy. Cái con này nên chế ngang rồi. Đấy, con này hơi há ngon lắm, cực kỳ ngon. Thì có một cái đầu máy GX25. Đấy nhá. Đầu này GX25 này của Trung Quốc thôi nhưng mà hơi há ngon, cực kỳ ngon. Đấy nhá. Đấy. Cực kỳ ngon mà trông rất là đẹp. Rồi. Thì có bộ đôi Singu máy 24cc. Có nhìn rõ không? 237 là 24. Singu này là tum giờ nhá. Máy này máy hàng hệ đấy. Đấy các bác nhìn rõ không? Đấy, máy hàng hệ. Em đi nhanh tí em đi sẽ đi chi tiết. Thì gồm có hai con máy GX35 Đài Loan. Máy 4 thì nhá các bác nhá. 4 thì này, con này 4 thì này. Hai con này của Đài Loan này, máy 4 thì công suất 35cc. Thì có con về thêm có con Zenith Komatsu tum giờ. Máy 24, con này cực kỳ ngon. Các bác nhá. Đấy, con này ngon lắm đấy. Con này thì các bác về gắn xịt thuốc thì thôi rồi. Đấy. Thì có con máy Hitachi này. Hitachi 33cc, nòng của nó 37. Đấy, các bác về chế xe hoặc là phát cỏ cước nhá. Và sới đất. Đấy. Thì đặc biệt có trong cái lô này về có hai con cực kỳ đắt tiền. Đó chính là hai con máy Nhật. Máy GX25, nhưng mà máy lại sản xuất tại Nhật chứ không phải máy Thái. Đấy nha các bác nha. Máy Nhật thì đương nhiên rồi, nó sẽ đắt tiền hơn máy Thái rất là nhiều. Đây, con này thì trông bình xăng thì có vẻ mới hơn. Các bác nhìn không? Made in Japan. Honda Moto, sản xuất tại nhà máy Honda Moto luôn. Hai con này thì đương nhiên rồi, cực kỳ đắt tiền. Các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ đi chi tiết. Em xin cập nhật những cái lô cũ này. Cái lô cũ thì còn lại gồm những cái con như thế này. Đấy nhá. Đấy cũng có ba cái con máy Echo 20. Đấy nhá. Thì bác nào hôm trước mà gọi điện cho em đấy thì bảo có đặt hai con số 2, số 3 ấy. Thì không biết là bác đã mua chưa. Nhưng mà bác có hơi nấn cấn về cái bình xăng con. Thì đây là bình xăng con, tất cả đều bình xăng con chế ga ngang thay mới thôi. Đấy, nhưng mà bác hơi nấn cấn thì không, sợ là không phải bình xăng con của OneBrew ấy. Thì các bác hơi nấn cấn. Nhưng mà bình xăng con này thì sử dụng rất là tốt nha các bác nhá. Cái con này mua mới trên thị trường của nó thì cũng hơn 100.000 chứ không ít đâu. Thì các bác yên tâm là không sợ hỏng đâu nhá. Cái con này thì cái bình xăng của nó thì em cũng tháo ra để, tức là một bác bị hỏng cái bình xăng bị vỡ ấy. Thế thành ra là thôi thì mình tháo ra đưa cho bác, từ vì trước em bán cái con máy đấy cho bác ấy. Đấy, đâm ra là bình xăng nó lứt thì đâm ra em mới tháo.
cho bác ấy. Đấy. Thì nếu mà bác nào mà lấn cấn về cái vụ bình xăng con ấy thì các bác yên tâm nhá. Thì em đảm bảo là những cái bình xăng này thì đều là dùng tốt cả. Đấy. Thế nhưng mà bác nào mà lấn cấn thì cái bị về vụ bình xăng con ấy thì đây. Thì em cũng có đặt ngay 10 con chế One Pro luôn. Đấy. Đây các bác nhìn rõ không? One Pro này, bình xăng Nhật nhá. 10 con luôn. Đấy, 10 luôn. Đây có con chế tai đỏ đây này. Đấy, thế là bác nào có yêu cầu thì em sẽ lắp luôn cái bình xăng này vào. Đấy nhá. Đây có 10 cái luôn về để dùng. Thì đấy thì có 3 con Echo 20 này. Thì có con này là con đẹp là Kawasaki 24 này. Đấy nhá. Thì 3 con Echo 20 này thì giá thì hôm nay thì nói chung là có giảm nhẹ. Nhá. Những cái con máy sót lại của lô hôm trước này thì em có giảm 100k trên một con máy cho các bác để hàng nó đi nhanh. Nói chung là em bán thì hàng để hơi lâu này em cũng tương đối là sốt ruột. Đấy. Thôi thì mình cứ giảm giá thì đi nhanh. Thì em có sót lại là 3 con Echo 20 này. Đấy nhá, giá thì đang là 1.12.000 thì em giảm 100 nhá. Thì xuống còn 1.1.000 nhá. Các bác nhá. Đấy. Thì có cái con đây là cái con cực đẹp này. Cực đẹp đây là chính là con Kawasaki, hàng VIP của thằng Kawasaki là Kawasaki TG24. Đấy nha, con này thì nổ banh nhà luôn, cực kỳ ngon. Đấy, hai bác nhìn này, các bác nhìn vỏ không một vết xước luôn. Đấy, máy rất là ít dùng, bình xăng rất là trắng này. Đấy, giá của nó hôm trước là 1.450.000 là thì hôm nay còn 1.350.000 nhá. Đấy, các bác nhìn rõ này. Đấy, tiếp tục có con có xuất lại một con là con Komatsu 24, Genmat Komatsu 24 GG2KC. Đấy nhá. Thì cái con này rất là ngon nhưng mà vẫn là xuất lại. Đấy 5 con thì cũng chỉ xuất lại một con thôi. Nhưng không phải các bác không phải là con xuất lại là những con kém đâu nhá. Thế thì chẳng qua là em chọn ngẫu nhiên thôi. Thì chọn ngẫu nhiên thì nó sót lại con này thôi chứ không phải là hàng kém. Đấy nhá, thì em hàng đặt của em thì đương nhiên là con này nó chất lượng nó đều đều nhau hết. Thì giá của con này là 1.550.000 này. Thì có giảm 100k là còn 1.400.000 này các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Chế của con này là chế One Pro luôn nhá. Đấy, chế One Pro này. Tiết kiệm xăng và rất là nhạy lổ. Rồi. Thì tất nhiên rồi nhá, những cái bác nào mà thích những cái con máy này mà không thích dùng cái loại cái chế này thì có thể em thay cho, tất nhiên là sử dụng bình thường nhá thì em thay cho cái chế này. Thế nhưng mà nếu mà thay cái chế này thì giá của nó vẫn giữ nguyên đấy các bác nhá. Đấy, thì vì là chế này thì thực sự thì em mua nó tương đối là cao tiền. Đấy, thì nó ngang bằng với con chế này nhá. Con chế này mua cũ của nó nhưng mà lại bằng với cả con chế mới luôn. Đấy. Thế là ngang nhau. Đấy các bác nhá. Rồi. Thì cái con này là giá 1.400.000 đây. Rồi tiếp tục con số, con này con số 6 này. Em cứ đi con này con 1 2 3 này, vẫn em có ghi trên số đây này. Con này con số 4 này. Con số 5 thì đã đi rồi. Thì bây giờ có con số 6. Con thứ 6 giá 1.400.000 này. Con thứ 7 hàng cực đẹp luôn. Con Kawasaki TG25. Bình xăng trắng bốc. Con này gọi em nói thật, con này là hoa hậu trong cái lô lần này. Đấy. Các bác nhìn xem màu xanh dương, bình xăng trắng bốc này. Các bác nhìn rõ không? Bình xăng trắng bốc. Con này rất ít dùng mà hơi háng cực khỏe luôn. Đấy nhá. Thì con này giá là 1.400.000 này. 1.550.000 giảm 100k, còn 1.400.000 nhá. Đấy. Tiếp tục đến con số 8 này.
Con số 8 thì là giá 1 triệu rưỡi này, con Robin này. À con này là công suất 25cc các bác nhá. Đấy. Con số 7 25cc này, Kawasaki TGX25. Đây. TGX25. Đây, các bác nhìn rõ không? TGX25. Thì con này là con Robin 25 này các bác này. Con số 8 là con Robin 25 này. NB251 này. Bình xăng trắng bốc rất là ít dùng. Đấy nha các bác nhá. Đấy. Chế thì đương nhiên rồi, đã chuyển chế ga ngang. Ví dụ như bác nào có yêu cầu chế kia thì em sẽ lắp cho chế kia. Thế nhá, giá của con này là 1 triệu rưỡi này. À 1 triệu tư. 1 triệu rưỡi tả 100 còn 1 triệu tư. Đấy, con số 9 này. Con số 9 thì đẹp rồi. Đẹp long lanh rồi. Chế One Pro. Chế Nhật One Pro nhá. Bình xăng trắng bốc này. 25 này. Thì giá của con này là 1 triệu 45 này. Đấy, con số 9 này. Thì còn con số 11 này. Con số 11 là con tương đối đắt tiền. Đó chính là con Genlot Komatsu 26 BC26. Các bác nhìn rõ không? BC26, cái hàng này là hàng đắt tiền đẳng cấp rồi. Thì con này cũng giảm 100 luôn, là còn 2 triệu mốt này. Các bác nhá. Tục đến con số 12. Con số 12 là một cái con cũng là cũng giống con này. Con 11, con 12 giống nhau. Đấy nhá. Thì cũng giảm 100 còn 2 triệu mốt này. Thì có con tiếp theo là con số 13. Con 13 là một con Honda GX25 hàng Thái các bác nhá. Hàng này hàng Thái này. Đấy, hàng Thái tem đây. Đấy. Hàng rất ngon. Đẹp. Thì con này giá 2 triệu 2 thì giảm 100 còn 2 triệu mốt nhá. Ồ. Rồi. Thì em xin cập nhật những cái con máy mới về này và cũng báo giá luôn trong clip này. Thì có cái con này là con Echo 24. Echo 24 đây các bác nhìn rõ không? Rack E24. Đây, con này rất đẹp. Hàng cực đẹp luôn. Con này sử dụng một tay cầm nhá. Đấy. Bình xăng con này các bác nhìn xem. Trắng bốc. Ít dùng, hàng cực đẹp đấy. Lại nó có cái đế đây. Xoay. Cái đế này chắn bảo vệ bình xăng. Hơn nữa con này có cả đề. Này các bác nhá. Đề đây. Cái này đấu dây là đề luôn nhá. Đấy. Cái con này tương đối đắt tiền. Con này em bán với giá là 1 triệu rưỡi các bác nhá. Con này tạm gọi là con số... Con này con số 13 đi. Thì con này là con số 14 đi. Con Echo số 14 đi. Thì vì nó mới vài em cũng ngại đánh số. Nhưng mà các bác nhớ là các bác sẽ... Nếu mà các bác nào ưng con này thì bác điện cho em. Thì các bác cứ bảo nó là con Echo có đề đi. Vì con này nó có đề. Đấy nha các bác nha. Echo 24 có đề. Một tay cầm. Thì giá của con này là 1 triệu rưỡi. Con này sử dụng chế nguyên bản này các bác này. Nguyên bản theo máy luôn. Đấy, không có chuyển chế, chuyển chiếc gì. Đấy, các bác nhá. Đương nhiên rồi. Cái này bình xăng trắng bốc này, rất là ít dùng. Giá 1 triệu rưỡi. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục đến con số... Tiếp tục em đến con số... Con này con 14 này, con này con 15 này. 15 là con Echo Green. Con này thì siêu đẹp rồi. Echo Green là hàng Echo đời mới. Sử dụng chế Nhật One Pro tai đỏ luôn. Đấy các bác nhá, tai đỏ. Đấy. Cần lại có cả tay ga bóp. Rất là đẹp. Đấy. Cần mới. Giá của con này, con này con Echo 20 các bác nhá. Đấy, Echo 20, Echo Green, rất là đẹp, tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu. Giá con này 1 triệu 3 này. Rồi, tiếp tục. Thì anh em đến tiếp theo em quay rất là kỹ và chi tiết cho các bác cái đầu máy ấy. Đây là đầu máy sót lại trong 5 lô 5 con hôm nọ đấy. Thì đây chính là đầu máy Mitsu T170, công suất là 33cc. Nòng của nó là gơi cửa tầm gần 40mm. Tất nhiên rồi, con này sử dụng chế One Pro. Các bác nhá. Con này thì cực kỳ nhạy lổ rồi. Đấy thì hôm nay có bác ấy, em gửi cho bác cái cần nên là sót lại cái đầu máy. Đấy. Thì bác nào mua đầu máy thì mua, mà mua cả bộ thì mua nhá. Đấy, hiện tại thì cái cần bố to này thì hiện tại em đang hết.
thì hàng thì nó đang về, bác nào mua đầu máy thì mua nhá. Thì cái đầu máy này thì giá của nó là 1,7 triệu nhá các bác nhá, 1,7 triệu đấy. Rồi ok, con độc lạ này thì em đang chỉnh sửa nên chưa bán đấy, nhưng con này thì lại cực kỳ ngon. Rồi tiếp tục em đến với con tiếp theo. Tiếp theo đó là một cái con đầu máy Kawasaki TD24. Đấy. Thì cái con này thì cái bình xăng của nó thì hơi xấu, hơi mất điểm tí các bác nhá. Bù lại cho nó là đã chuyển chế ngang rồi mà chế mới luôn các bác nhá. Nguyên cái chế này mà bán là cũng, nếu mà các bác thay là cũng hơn 100.000 rồi. Bây giờ chế mới nó bây giờ cửa tầm 150.000 đấy nhá. Đây là chế loại tốt đấy các bác ạ. Đấy. Thì cái đầu máy thì này cũng tính ra thì em bán như cái đầu máy này là rơi cửa tầm 700.000 các bác nhá. 700.000. Đấy. Tất nhiên là hơi ám mấy con này cực kỳ ngon rồi. Đấy các bác nhá. Cực kỳ ngon. Con này là đầu máy Nhật Kawasaki TD24, công suất là 24cc, nòng 32 ly. Bình xăng nó hơi đen nên hơi mất giá các bác nhá. Giá 700.000. Tiếp theo em đến với cái đầu máy, đó là đầu máy GX25, hàng Trung Quốc thôi, nhưng mà là hàng chất lượng đấy các bác nhá. Thì tuy là máy Trung Quốc thôi nhưng mà nó đang sử dụng xài rất là tốt. Thì cái con này thì nòng niếc sáng bóng luôn. Đấy, em test máy rồi, cực kỳ ngon. Thì giá của con đầu máy này là 700k các bác nhá. Rồi, tiếp tục em đến với bộ đôi hàng hệ mà công suất máy lớn, đó chính là 24cc, mà hàng hệ chính là hàng Shingu. Shingu chính là hàng nội địa Nhật các bác nhá. Mà đây là hàng hệ đấy. Những cái con này chất lượng máy cực kỳ tốt mà giá lại cực kỳ đắt. Thì em về được hai đầu. Hai đầu này tum vuông nhá các bác nhá. Về gắn cái cần xịt thuốc. Về gắn xịt thuốc này, về gắn cần vào phát cỏ. Công suất là 24cc. Thì chế là chế nguyên bản theo máy luôn. Đấy. Nguyên bản theo máy. Hai con Shingu. Hàng cực kỳ chất. Mà là hàng ấy. Hơi háng cực kỳ căng. Đấy. Các bác nhá. Con này bình xăng trắng hơn này. Nhưng mà thời gian thì nó đều như nhau hết. Thì giá của cái con, hai con, giá của mỗi một con này thì giá nó là 1,2 triệu các bác nhá. 1,2 triệu một cái đầu máy này đấy. Đầu máy công suất 24cc, nòng 32 ly, hiệu Shingu. Rồi thì các bác nào mà đã dùng hiệu Shingu này rồi thì các bác biết cực kỳ ngon. Tiếp tục em mới đến với bộ đôi GX35 Đài Loan. Thì những cái bác nào mà cần một cái loại máy ngon bổ rẻ thì đây chính là loại máy ngon bổ rẻ. Em về được hai con các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Thì cái hàng này về, cứ về đến đâu là hết đến đấy các bác nhá. Thì cái hàng này chất lượng của nó rất là tốt. Đấy, mà giá thành thì phải chăng. Thì đây là máy, hai con đầu máy GX35 Đài Loan thì là máy 4 thì các bác nhá. Cái công suất của nó khủng rồi, là 35cc. Đấy, mà lại lấy 4 thì. Mình sử dụng hai con này thì nó đều đều nhau thôi. Thì giá của hai con này thì mỗi đầu của nó là 950k các bác nhá. Đấy, con này 950k này, con này cũng 950k này. Đấy nhá. Tiếp tục em đến với một con tiếp theo, đó chính là con Zenratco Matsu. Đương nhiên rồi. Con này thì giá là kỳ đắt. Đầu máy là chế quân vừa rồi luôn. Zenratco Matsu nào à. Công suất của con này là 24cc, nòng của nó tầm 32cc, 32 ly. Con này rất là ít dùng, bình xăng trắng bốc, hơi háng cực ngon. Thì tất cả những cái con này em đã mất công tuyển và thì nó phải cực kỳ ngon nhá. Em mới bán ra thị trường chế quân vật rồi. Thì giá của cái đầu máy này nó rơi cửa tầm nó rơi vào tầm 1,5 triệu các bác nhá. À 1,4 triệu. 1,4 triệu các bác nhá. 1,4 triệu cái đầu máy này. Rồi, tiếp tục. Em đến với con tiếp theo, đó chính là con Hitachi
33cc. Hitachi 33cc. Đấy các bạn nhìn thấy chữ 33 đây không? 33cc. Thì Hitachi thì đương nhiên rồi là một thương hiệu máy rất là nổi tiếng của Nhật rồi. Về những cái loại máy xúc máy đào đấy, các bạn nghe là Hitachi thì cũng không lạ gì. Đấy thì cái con này thì là công suất của nó là 33cc, nòng 37 ly. Thì con này về thì các bác nắp cần phát cước này, cần là cần bố lớn nhá. Nắp gần vừa cần GX35 đấy. Rồi là các bác về chế xe. Thì giá của cái con này nó là 1,3 triệu các bác nhá. 1,3 triệu một cái đợt cho một cái chiếc đầu máy Nhật Hitachi nguyên bản. Đấy nhá. Em tiếp theo em đến với cả bộ đôi máy đắt tiền. Đấy nha các bác nha. Đây là bộ đôi máy này. Honda GX25. Nhưng mà không phải hàng Nhật, không phải hàng Trung Quốc. À quên, không phải hàng Thái, không phải hàng Trung Quốc. Nhưng mà đó chính là hàng Nhật. Các bác nhìn rõ không? Đây, đã Honda Nhật sản xuất tại Nhật. Đây, Honda Moto sản xuất tại nhà máy Honda Moto Made in Japan tại Nhật luôn. Các bác nha. Đây. Tem nó cũng khác luôn. Tem cũng khác. Thì đương nhiên rồi. Thì đây tem của SGT. Rồi. Thì con này thì đẹp hơn này, bình xăng trắng bốc này. Thì con này bình xăng thì hơi đen nhưng mà chất lượng của hai con máy này thì còn cực kỳ tốt. Thì giá của con máy bình xăng GX25 sản xuất tại Nhật này thì là giá của nó là 2,4 triệu các bác nhá. Còn cái con này bình xăng trắng hơn, đẹp hơn, giá của nó là 2,5 triệu các bác nhá. Rồi. À thì ngoài ra thì em cũng có giảm giá cái nô máy cắt tỉa cành này. Thì em định mua cái nô máy về này bán cho các bác ở địa phương. Định bán cho các bác thợ địa phương nhưng mà kiểu chưa đến mùa ấy. Thế đâm ra là hàng nó hơi chậm. Thành ra để mình động vốn. Thì cái con này chẳng qua là bụi thôi các bác nhá. Thì đây thì em cũng báo giá lại cho một cách nó hợp lý hơn. Thì bác nào mua cái con máy cắt tỉa cành lưỡi dài này. Hai con này là con Singu này. Singu với Makita nó cái con này hình dáng giống con Makita nhá. Thực chất nó là một đấy. Thì Singu hay Makita thì cũng là hình dáng nó giống nhau, thiết kế giống nhau. Hai con này, hai con lưỡi dài này. Hai con này cực kỳ đẹp nhá, chẳng qua là bụi thôi. Thì em báo giá lại để nói chung là thanh lý để lấy vốn vài thôi. Thì giá của cái con này là con này 1,6 triệu này, con này 1,6 triệu này, hai con Singu này lưỡi dài này. Thì riêng con này đắt hơn 100 này. Con này là con Shinewa này là 1,7 triệu các bác nhá, lưỡi dài. Thôi cái con xấu xấu kia thì để nhà dùng nha các bác nhá. Đấy. Ngoài ra thì em có bán một con đầu máy này, đầu máy cưa của Hupara nhưng mà của Trung Quốc nhá. Đấy. Thì hôm trước có em lắp cái lam vào nhưng mà em về một nô máy cưa thì em đã lấy cái lam của con này lắp sang con máy kia rồi cho một bác ở địa phương. Thì cái đầu máy này là đầu máy Hupara của Trung Quốc 365. Nhưng mà đầu máy này còn cực kỳ ngon các bác nhá. Thế thành ra là mà con này rất là đẹp. Đấy nhá. Đẹp. Thì đầu máy này em bán với giá là 1 triệu nhá các bác nhá. Về các bác chỉ sử dụng bình thường. Thì đây có con Echo con Echo 451. Hàng 451 con này thì đẹp liền lạc này. Đây là lam của nó này. Thì giá của cái con này là 2 triệu các bác nhá. 2 triệu. Cái con này thì cái đầu máy khủng bố này, khủng long bạo chúa. Cái con này đầu máy này 1,5 triệu các bác nhá. Về chỉ việc dùng. Rồi. Thì có con máy phát điện chạy dầu này thì giá 6 triệu này. Thì lại đầu đi diện hiệu Yama nhá các bác nhá. Đấy. Cái con này em có đăng video test máy cho các bác rồi đấy. Máy phát điện chạy dầu. Con này tính không bán được thì để nhà dùng đây này. Thì em thích cái dòng máy phát điện của Nhật mà. Đấy, nếu mà bác nào ưng thì em này thì bốc thôi. Vì
Con này thì cực kỳ ngon. Đấy các bác nhá. Đấy. Máy phát điện chạy dầu diesel. Rồi. Vào hiệu Yama của Nhật nhá, công suất là 2,5 kg. Rồi. Thì đây có cái con motor khí mốt đây này các bác này. Các bác nào lấy thì em để cho rẻ rẻ thôi. 800. Con motor khí mốt. Hàng con voi nhá. Rô dài to. Đấy. Hàng này riêng con hàng nguyên bản luôn. Dây đồng 100%. Mà hàng con voi rô dài. Công suất đủ nhá. Cái hàng này là hàng công suất rất là lớn đây này. Mà hàng đủ luôn thì là 800. Đấy. Rồi, tạm tạm vậy đã. Thế thì tạm tạm vậy. Rồi, cảm ơn các bác xem video nhá. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ với em theo số là 0973 931442. Thì em là Trung, em Hòa Bình nha các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác xem video.